Trong khoảng vài năm trở lại đây, phân khúc xe đa dụng 7 chỗ cỡ nhỏ, ở Việt Nam đang có sự cạnh tranh khốc liệt khi nhiều mẫu xe tân binh gia nhập. Mitsubishi Spander là chiếc xe thành công nhất tính đến thời điểm này, khi liên tục dẫn đầu phân khúc về mặt doanh số. Toyota Việt Nam cũng không chịu ngồi yên khi tham vọng muốn đòi, lại vị trí số 1 phân khúc từng thuộc về Innova đã bị mất vào tay đối thủ. Bằng chứng là thương hiệu Nhật Bản sẽ tung ra bộ đôi MPV mới là Toyota Veloz Cross và Avanza Premier ngay trong tháng 3 này, xe hiện đã có mặt ở đại lý. Mới đây, những hình ảnh thực tế đầu tiên của Veloz Cross 2022 đã về đến đại lý chính hãng, chờ ngày ra mắt Việt Nam. Hãng xe Nhật Bản cũng đã xác nhận sẽ ra mắt Veloz Cross và Avanza Premier đời mới vào ngày 22 tháng 3 tới đây, khiến người dùng trong nước ngóng chờ giới tư vấn bán hàng cũng cho biết đã có giá tạm tính nhận đặt cọc mẫu xe này. Theo đó, Toyota Veloz Cross bản tiêu chuẩn có giá 630 triệu và bản top giá 690 triệu rẻ hơn mức giá dự kiến ban đầu hơn 700 triệu. Toyota Veloz Cross là chiếc xe sử dụng chung nền tảng khung gầm DNGA cùng Avanza Premier. Tuy nhiên, kích thước của Veloz Cross nhỉnh hơn người anh em với chiều dài rộng cao lần lượt là 4.395mm, 1.730mm, 1.700mm, chiều dài cơ sở 2.750mm. Ngoại hình Veloz Cross với phong cách thể thao hơn nhờ cụm lưới tản nhiệt sơn đen bóng, hệ thống đèn pha led chưa khoang. Thân xe của Veloz cũng đầy ấn tượng với những đường gân nổi, gương chiếu hậu tích hợp dưới cửa xe giúp mở rộng tầm nhìn, bộ mâm 17 in phay bóng. Ra đến phần đâu, Chiếc MPV Line SUV của thương hiệu Nhật Bản có đèn hậu LED nổi khối, nối liền với nhau bởi dài LED đầy sang trọng. Vào đến khoang nội thất, Toyota Veloz Cross được lấy cảm hứng thiết kế, từ rise với hệ thống màn hình chính in đặt nổi, điều hòa tự động, phanh tay điện tử, vô lăng bọc ra với cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 in phía sau. Ghế xe bọc ra pha nỉ với khả năng ngả hai hàng ghế, trước 180 độ giúp tối ưu không gian một cách dễ dàng hơn. Hàng ghế cuối của xe còn có khả năng gập 50/50 -50 phẳng với mặt sàn giúp mở rộng khoang chứa đồ. Toyota Veloz Cross Top bản cao cấp còn sở hữu gói an toàn Toyota Safety Sense gồm nhiều công nghệ như cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát bàn đạp ga, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ giữ làn, camera 360 độ. Về vận hành, Toyota Veloz Cross 2022 được trang bị động cơ 1.5 lít sản sinh công suất tối đa 106 mã lực. Moment xoắn 142 Nm kết nối với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Toyota Veloz Cross 2022 với rất nhiều cải tiến sẽ là đối thủ sừng sỏ trong phân khúc MPV nhằm cạnh tranh với Suzuki XL7, Mitsubishi Spander, xe cộ XXXXX.